xin chào mừng toàn thể tất cả mọi người quay trở lại cùng huy động vốn của doanh nghiệp đó quý Skyworld Community. Và chúng ta sẽ phải đăng ký một tài khoản gồm những cái thông tin chính chủ của một người như căn cước công dân hay mặt, số điện thoại và Gmail. Thì chúng ta sẽ bắt đầu đăng ký tài khoản với công ty quỹ. Và trong vòng 24 giờ thì công ty sẽ bắt đầu xác minh các thủ tục của anh chị. Và khi mà xác minh thành công, anh chị sẽ tiến hành đầu tư. Đó. Nếu như anh Tuấn Nguyễn mong muốn được quan tâm và tìm hiểu cách thức để đăng ký tài khoản tất cả mọi thứ, thì anh có thể kết nối với Vui Nguyễn sau cái buổi chia sẻ này để Vui Nguyễn có thể hỗ trợ thêm những cái thông tin cho anh để anh có thể đầu tư một cách chuẩn chỉ nhất vào doanh nghiệp UST. Rồi. Ok, cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã giúp Vui Nguyễn chia sẻ cái buổi live stream nhé. Em xin chào anh Minh Thêm, xin chào anh Huỳnh Thắm, xin chào anh Nguyễn Phi, xin chào anh Hoàng Trần, xin chào mừng tất thể, ok, xin chào anh Lộc Hoàng, xin chào mừng toàn thể tất cả mọi người chúng ta đã quay trở lại cùng với cái buổi chia sẻ của Vui Nguyễn trong buổi tối ngày hôm nay, và chúc cho anh chị một buổi tối cuối tuần thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, nhiều sức khỏe, bình an, và đặc biệt là một buổi tối chúng ta sẽ có thật nhiều những cái thông tin giá trị để chúng ta có thể sở hữu tài sản cho chính bản thân mình. Và em thì là Vui Nguyễn, người bạn luôn luôn đồng hành cùng với tất cả quý vị chúng ta trong lĩnh vực đầu tư sở cổ phần doanh nghiệp trước khi IPO, cụ thể là doanh nghiệp Unikai. Và hiện tại thì Vui Nguyễn cũng đang là một trong số cổ đông của tập đoàn công nghệ Unikai và cũng là đối tác phát triển nguồn vốn cho doanh nghiệp này, và cũng là một trong số người đang lan tỏa và chia sẻ cái giá trị của cơ hội này đến cho tất cả mọi người chúng ta, để mọi người có thể nhận ra được cái tài sản UST giá trị như thế nào để anh chị sở hữu và nắm giữ cổ phần. Và ngày hôm nay thì Vương Nguyễn sẽ chia sẻ với anh chị một cái thông tin, một cái thông điệp liên quan đến vấn đề đó là đầu tư giá trị và xây dựng dòng tiền bền vững cùng với Unikai. Tại vì sao Vương Nguyễn lại chia sẻ về chủ đề này? Thực sự thì những ngày đầu của năm mới em Vui đã chia sẻ với anh chị rồi. Năm nay em Vui sẽ dành nhiều thời gian hơn cho tất cả anh chị hơn nữa trong năm 2024 này, để anh chị có thể hiểu được rằng là trong cuộc sống này, trong công cuộc xây dựng, làm giàu và làm kinh tế thì anh chị phải đầu tư. Và đã đầu tư là phải đầu tư giá trị. Và đã đầu tư là phải sở hữu tài sản nào mà sở hữu cho mình cái dòng tiền và tạo ra cái dòng tiền bền vững anh chị. Đó. Và em Vui rất là mong muốn mình có thể chia sẻ cái điều này nhiều hơn nữa, để mỗi lần anh chị nghe nó giống như một cái điều mới anh chị mới biết ấy. Có thể lần đầu tiên anh chị nghe chưa hiểu, lần thứ hai anh chị nghe cũng chưa hiểu lắm, nhưng lần thứ ba, lần thứ tư, khi anh chị hiểu được cái giá trị này mà anh chị nắm giữ và anh chị sở hữu được cổ phần, anh chị sở hữu cho mình tài sản, là thực sự là một cái niềm may mắn và hạnh phúc cho chính bản thân anh chị trước đó. Bởi vì và em Vui cũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi giúp anh chị hiểu được những giá trị của việc đầu tư và anh chị nắm giữ cổ phần, để sau này khi chúng ta thành công rồi, anh chị mới thấy rằng là cái sức mạnh, sức bật của việc đầu tư nó sẽ như thế nào. Tại sao lại đầu tư giá trị? Em Vui luôn luôn nói và nhắc rất nhiều về cái từ đầu tư giá trị anh chị ạ. Bởi vì đầu tư nó không chỉ đơn giản anh chị mang tiền đi, anh chị bỏ vào một nơi nào đó mà chúng ta không biết nó có thực sự sinh lời cho anh chị hay không, đúng không ạ? Đầu tư giá trị là ngày hôm nay chúng ta phải sử dụng đúng cái số tiền của mình, đầu tư vào một cái giá trị gì đó nó nhân văn, nó có ích cho xã hội, nó giải quyết được cái bài toán của xã hội, thì cái khoản đầu tư đấy nó mới sẽ giúp anh chị sinh lời và tạo ra được nhiều tiền hơn. Còn nếu như chúng ta chỉ đầu tư theo cái kiểu đó là ngày hôm nay chúng ta vứt cho người này, vứt cho người kia, hay là chúng ta mang tiền đi một cái nơi nào đó mà chúng ta không hiểu cái điều, cái tiền chúng ta đang sử dụng để làm gì, thì đấy chưa phải là gọi là đầu tư đâu anh chị. Đấy nó giống như kiểu đầu cơ, đánh bạc anh chị. Được thì được, còn mất thì mất hết, đúng không ạ? Đó, nhưng khi anh chị đầu tư vào giá trị thì anh chị, thứ nhất là anh chị sẽ an tâm với khoản đầu tư của mình. Cái thứ hai là khi anh chị đầu tư vào giá trị thì cái giá trị đấy nó sẽ giúp cho anh chị tạo ra được những cái tài sản rất lớn và xây dựng cho anh chị những cái dòng tiền. Và nếu như đầu tư vào những cái sân sàn tài chính
mà nó không chứng minh được rằng là cái số tiền của anh chị đem đi đầu tư để làm gì, và nó không chứng minh được rằng là cái số tiền của anh chị sử dụng để đầu để làm như thế nào để tạo ra tiền cho anh chị ấy, thì anh chị cần phải cân nhắc đấy, bởi vì có thể là anh chị sắp bị mất tiền rồi. Vậy thì ngày hôm nay Vui Nguyễn là một trong số những người mà thiên về đầu tư giá trị. Thực sự người thầy mà em Vui rất ngưỡng mộ đó chính là Warren Buffett, là một trong số nhà đầu tư giá trị, một trong số nhà đầu tư huyền thoại. Ngoài việc sở hữu doanh nghiệp Berkshire Hathaway ra ấy, thì ông chỉ sở hữu cổ phần của doanh nghiệp. Bởi vì sao? Bởi vì sao mà ông lại sở hữu cổ phần các doanh nghiệp như thế anh chị? Bởi vì các doanh nghiệp nó sinh ra để làm gì? Nó sinh ra để nó tạo ra những cái sản phẩm mà giải quyết được cái bài toán cho xã hội, xã hội và cho cái nhu cầu của thị trường, thị trường cần. Và chúng ta là những khách hàng, chúng ta là những người tiêu dùng. Ngày nay chúng ta sử dụng cái bát, sử dụng cái cốc, sử dụng cái máy tính, sử dụng cái điện thoại, sử dụng nước, sử dụng gạo, sử dụng tủ lạnh, tivi, máy giặt, điều hòa, tất cả mọi thứ. Và những cái doanh nghiệp đó nó sinh ra, nó tạo ra các sản phẩm đó, và nó đến tay người tiêu dùng là chúng ta, với anh chị. Và khi chúng ta là khách hàng, là những người tiêu dùng, chúng ta mua những cái sản phẩm đó, thì đồng nghĩa rằng là doanh nghiệp thu về lợi nhuận. Và khi doanh nghiệp thu về lợi nhuận thì bắt đầu là tất nhiên là cái sản phẩm họ tạo ra thì họ bán ra thì họ phải có lãi thì họ mới làm, đúng không anh chị? Chứ không phải là họ tạo ra một cái sản phẩm mà họ bán với cái giá rẻ hơn so với cái chất lượng của nó, đúng không anh chị? Hay là họ bán rẻ hơn so với những cái nguyên vật liệu mà họ tạo ra. Vậy thì người ta làm doanh nghiệp là gì? Làm doanh nghiệp là kinh doanh, mà kinh doanh thì phải liên quan đến lãi, lời và lỗ, đúng không anh chị? Chứ không phải là kinh doanh là kinh doanh nó cũng liên quan đến cái vấn đề là kiếm tiền mà anh chị. Vậy thì tất cả những cái sản phẩm tại thời điểm chúng ta đang dùng nó đều là xuất phát từ một cái doanh nghiệp nào đó, họ mở ra, sau đó thì họ bắt đầu họ chứng nhận thử nghiệm cái sản phẩm đó, đúng không anh chị? Và sau đó họ thương mại hóa ra thị trường, và chúng ta là những người tiêu dùng trả tiền cho các doanh nghiệp đó. Và những cái doanh nghiệp càng lớn thì cái lợi nhuận cũng như là nguồn khách hàng của họ càng nhiều, và lợi nhuận của họ càng lớn. Và nếu như chúng ta là những cái người mà có được cơ cấu ở trong tập đoàn những doanh nghiệp đó, hay là chúng ta có cổ phần của doanh nghiệp đó và chúng ta sở hữu, thì chúng ta ngoài việc đó là chúng ta được cái sự tăng trưởng cổ phần, thì chúng ta lại sẽ có cơ hội nhận được cổ tức, nó chính là lợi nhuận kinh doanh sau thuế. Ngoài việc cái lợi nhuận người ta thu về để bắt đầu phát triển thêm cho doanh nghiệp, thì người ta sẽ trích ra những khoản lợi nhuận cho chính các cổ đông sở hữu cổ phần doanh nghiệp đó. Vậy thì khi chúng ta đầu tư vào giá trị, ngày hôm nay có rất nhiều doanh nghiệp đã trôi qua. Chúng ta đang nhìn thấy các doanh nghiệp chi trả cổ tức hàng loạt cho các nhà đầu tư sở hữu cổ phần của doanh nghiệp đó. Và chúng ta chỉ ngồi và chúng ta đọc và chúng ta nhìn họ nhận cổ tức thôi. Nhưng ngày hôm nay khi anh chị biết rằng là nếu như anh chị sở hữu được cổ phần của ST, đúng anh chị, là anh chị đang đầu tư vào một giá trị của nền giao thông nhân loại, anh chị, một nền giao thông cực kỳ thông minh. Và chúng ta đầu tư vào doanh nghiệp về giao thông thì nó sẽ sản xuất ra cái sản phẩm đó là về tổ hợp giao thông thông minh, là con tàu Unikai, đúng anh chị. Và cái sản phẩm này sẽ giúp cho xã hội giải quyết cái vấn nạn về tắc đường, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường, đúng không ạ? Và chính vì như thế thì chúng ta mới có cơ hội nhận được lợi nhuận từ cổ tức và có sự tăng trưởng về cổ phần chứ. Đấy gọi là đầu tư giá trị đấy. Tức là một cái doanh chúng ta đang đầu tư trong một cái doanh nghiệp tạo ra giá trị rất lớn cho xã hội, đó là về giao thông. Mà giao thông thì anh chị biết rồi, nó liên quan đến một trong số những cái lĩnh vực mà cả thế giới người ta quan tâm, chứ không phải ở bất kỳ một quốc gia nào cả. Và giao thông nó là huyết mạch của các quốc gia rồi. Mà quốc gia nào có nền giao thông phát triển thì nền kinh tế của họ càng phát triển, đúng không anh chị? Và khi mà chúng ta là những nhà đầu tư thông minh, chúng ta may mắn chúng ta được nắm giữ trong tay cái sản phẩm của một nền giao thông thông minh như thế, thì đấy là một điều may mắn. Bởi vì anh chị may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia. Ngoài kia có rất là nhiều người anh chị ạ, nhưng chúng ta đang may mắn hơn hàng tỷ người trên thế giới này biết đến và nắm giữ được cổ phần của Nikkei. Bởi vì trong xã hội này có cái bốn lĩnh vực mà xã hội người ta thường tập trung vào nhiều nhất. Và nếu như chúng ta là những người may mắn, chúng ta đi đầu những lĩnh vực đấy, thì chúng ta sẽ rất giàu có, thành công. Bốn lĩnh vực mà xã hội người ta liên tục quan tâm
và phát triển, đó chính là điện đường trường trạm. Điện nó là về điện dân dụng, điện chúng ta sử dụng hàng ngày. Năm nay chỉ cần một ngày chúng ta không có điện để dùng thôi là chúng ta đã cảm thấy nó khó chịu lắm rồi anh chị. Điện đường này, đường là gì? Đường là về giao thông, đúng không ạ? Đường là về giao thông, trường nó là về giáo dục. Đó, giáo dục người ta liên tục phải, chúng ta ai các bạn trẻ, các đứa, mọi đứa trẻ sinh ra thì bắt đầu đều phải đi học với anh chị. Và tất cả mọi người chúng ta thành công được. Ngày hôm nay có những người họ rất giỏi, rất giàu, rất thành công thì họ cũng đến từ cái sự học, đúng không anh chị? Và giáo dục là những cái điều mà chúng ta cũng cần phải đầu tư cho giáo dục nữa. Và trạm đó là về điện đường trường trạm. Trạm là gì? Trạm về y tế anh chị. Y tế về sức khỏe con người, bệnh viện anh chị. Đó, những đấy là những cái nơi mà thường chúng ta đến nhiều nhất, đúng không anh chị? Vậy thì điện đường trường trạm nó là cái câu chuyện mà cả thế giới này chúng ta luôn liên tục xoay quanh bốn cái lĩnh vực đấy. Và chúng ta đang là những cái người may mắn hơn, đó là chúng ta đang được sở hữu cổ phần của một tập đoàn về công nghệ giao thông liên quan đến đường anh chị, liên quan đến đường. Và chúng ta đang đầu tư giá trị cho cái doanh nghiệp này để chúng ta có cơ hội trở thành cổ đông, và anh chị sẽ có cơ hội nhận được cổ tức cũng như cái sự tăng trưởng cổ phần. Và đối với Unikai, nó sẽ giúp cho anh chị xây dựng được cái dòng tiền bền vững. Vì sao anh chị cần phải xây dựng dòng tiền bền vững? Bởi vì dòng tiền bền vững thì nó sẽ giúp cho anh chị, ngay cả khi anh chị chúng ta không làm việc nữa thì chúng ta vẫn có dòng tiền. Hoặc là những cô chú anh chị già rồi, đúng không ạ? Chúng ta không có sức khỏe đi làm nữa thì chúng ta vẫn có dòng tiền bền vững từ những cái doanh nghiệp chúng ta đầu tư. Và đặc biệt là khi anh chị sở hữu cổ phần doanh nghiệp, đặc biệt những cái doanh nghiệp nó có giá trị về lâu về dài và cái sự bền vững cao anh chị, thì chúng ta có thể xây dựng được cái dòng tiền bền vững từ đời mình, xong đời con, đời cháu, đời chắt, đời chút, thì vẫn chúng ta vẫn có cơ hội nhận được cái dòng tiền thực sự đến từ cái giá trị mà chúng ta đầu tư cho xã hội, đúng không ạ? Ngày nay nếu như anh chị nào chúng ta đã có nhiều tiền rồi thì thực sự anh chị hãy đầu tư vì giá trị. Nếu như anh chị đầu tư, anh chị hình dung ấy, những người chúng ta chưa có tiền đúng không anh chị, hay là chúng ta chưa có giàu ấy, là chúng ta đầu tư, gọi là chúng ta đầu tư vì chúng ta sẽ có được những khoản lợi nhuận kích xù từ cái việc đầu tư vào doanh nghiệp. Nhưng nếu như anh chị đã có nhiều tiền rồi, anh chị bảo rằng là kể cả bây giờ tôi không đi làm, tôi không phải làm nữa, thì tôi vẫn có đủ tiền để sinh hoạt và sống một cuộc sống ý nghĩa, đúng không anh chị? Nhưng nếu như anh chị, trong cái lúc mà anh chị đang có nhiều tiền ấy, mà anh chị đầu tư cho một cái giải pháp giao thông mà nó giúp cho toàn thế giới thoát khỏi cái vấn đề về giao thông, về tai nạn, về tắc đường và về ô nhiễm môi trường, thì đấy là một cách mà anh chị đang làm từ thiện đỉnh cao và đang đầu tư cho một cái giá trị rất đẳng cấp. Có rất nhiều người bảo rằng đó là UST chúng ta giống xe điện, hay là gọi là cáp treo hay là gì đó. Nhưng mà thực sự anh chị rằng là công nghệ giao thông UST là nó đang tạo ra một cái tổ hợp về giao thông thông minh anh chị. Một cái tổ hợp về giao thông thông minh. Và cái tổ hợp này chúng ta có đường ray, có con tàu, có nhà ga, mà chúng ta không có chung chạm với bất kỳ một cái sản phẩm giao thông truyền thống nào. Chúng ta tự tạo ra hết anh chị ạ. Và chúng ta đang tạo ra một cái tổ hợp về giao thông. Đó, bởi vì ngày hôm nay ở cái thế giới này chúng ta đang chỉ sử dụng cái đường giao thông, nó chính là trên mặt đất thôi, đúng anh chị. Và chính cái vấn đề giao thông này nó đã gây ra ảnh hưởng rất nhiều đến con người chúng ta, đúng không ạ? Từ tắc đường, từ tai nạn giao thông và từ ô nhiễm môi trường. Và thấy được những cái tức là thấy được cái vấn đề đó là chúng ta chưa có giải pháp nào cho cái vấn đề đấy. Thì ngài chủ tịch Anatoly của chúng ta, người ta đã tạo ra một cái giải pháp giao thông trên cao, chạy cách mặt đất tầm khoảng 10 cho tới 15 mét và không va chạm với bất kỳ loại hình giao thông vận tải nào. Đồng nghĩa với việc rằng là chúng ta sẽ giải quyết được cái bài toán là ngày hôm nay khi mà con người chúng ta đi trên những cái tuyến đường, những ngày lễ Tết
hay là thậm chí là ở những cái khu vực như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, những cái thời điểm mà giờ cao điểm ấy thì cái vấn nạn tắc đường nó xảy ra cực kỳ nhiều anh chị. Và nó làm tiêu tốn rất nhiều thời gian của chúng ta khi di chuyển. Và nếu như những khoảng thời gian đó chúng ta không cần phải di chuyển quá nhiều, thì Vui tin chắc chắn rằng chúng ta có thể phát triển và có thể làm được nhiều điều hơn nữa, và chúng ta tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Và riêng cái giải pháp giao thông ST thì chúng ta đang phát triển ra, nó là một cái dự án của vận tải quốc tế anh chị. Và nó phát triển một cái loại hình giao thông vận tải đổi mới. Và tại đó thì các phương tiện về con tàu giao thông chúng ta nó di chuyển độc lập trên cấu trúc đường ray trên cao. Và nó loại bỏ hoàn toàn cái nguy cơ va chạm giao thông và giúp di chuyển một cách an toàn với tốc độ di chuyển nhanh và với cái chi phí xây dựng cực kỳ thấp và chi phí đi lại cũng cực kỳ thấp. Và có một điều đặc biệt là chúng ta sẽ không sử dụng động cơ đốt trong. Nó mang lại cho con người một cái tức là nó mang lại cho con người cái vấn đề là chúng ta không gặp phải vấn đề về ô nhiễm môi trường nữa. Và với cá nhân của em thì em nghĩ rằng là trong tương lai gần thôi, cái loại hình phương tiện giao thông này nó sẽ phổ rộng ở trên mọi quốc gia trên toàn thế giới. Và như anh chị đã biết thì cái công nghệ này ngày hôm nay chúng ta đang được đầu tư, là toàn thế giới chúng ta đầu tư, tức là cả thế giới chúng ta đang có cơ hội được đầu tư vào đây, ngoại trừ quốc gia Mỹ thôi. Mỹ thì anh chị biết vì sao Mỹ lại không được đầu tư vào đây không? Bởi vì thực sự là Mỹ thì người ta cấm không cho đầu tư vào tức là không cho đầu tư ngoài nước Mỹ. Tức là ở nước Mỹ thì người ta đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, họ đã đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp ở đó rồi, nên là người ta đã biết đến đầu tư vào doanh nghiệp từ rất lâu rồi. Thành ra là khi mà đất nước đấy người ta không cần phải đem tiền đi đâu cả, người ta chỉ đầu tư cho các doanh nghiệp của đất nước của họ thôi, đã quá là đủ rồi. Nhưng đối với doanh nghiệp UST hay là các quốc gia khác thì cái vấn đề về đầu tư vào các doanh nghiệp hay là tại Việt Nam đi, nó còn rất là ít người biết. Và chúng ta đang được đầu tư góp vốn vào công nghệ giao thông UST theo hình thức crowdfunding, là gần 200 quốc gia chúng ta được đầu tư vào đây. Và khi mà chúng ta được đầu tư vào đây thì chúng ta sẽ có cơ hội được sở hữu cổ phần gốc của doanh nghiệp này. Khánh An có hỏi rằng làm sao để đầu tư vào UST. Thì như em Vui vừa chia sẻ đấy, là chúng ta sẽ đầu tư vào doanh nghiệp UST theo hình thức là crowdfunding, là đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp, trực tiếp thông qua cái quỹ huy động vốn cho doanh nghiệp và không thông qua bất kỳ một cá nhân hay tổ chức nào cả. Chính vì thế mà tại thời điểm này thì UST cũng không có bất kỳ một văn phòng đại diện ở bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Bởi vì chúng ta đầu tư crowdfunding là góp vốn trực tiếp thông qua cái quỹ huy động vốn cho doanh nghiệp. Và khi mà chúng ta đầu tư vào UST được ấy, thì chúng ta hình dung là chúng ta đang đầu tư vào doanh nghiệp UST là đầu tư trước khi IPO lên sàn. Trước khi lên sàn thì anh chị hình dung là bình thường nếu như anh chị đầu tư vào chứng khoán đúng không, là anh chị cũng cần phải có một cái tài khoản giao dịch ở trên sàn chứng khoán. Chúng ta tạo tài khoản, sau đó chúng ta sẽ tiến hành đầu tư các mã chứng khoán mà anh chị muốn mua đúng không anh chị. Vậy thì nếu như anh chị đầu tư ở doanh nghiệp trước IPO và thông qua cái quỹ huy động vốn cho doanh nghiệp này, thì điều đầu tiên là chúng ta cũng sẽ lập tài khoản và đăng ký xác minh tài khoản thông qua cái quỹ đấy. Tức là mỗi cá nhân, một nhà đầu tư sẽ có riêng một cái tài khoản để chúng ta có thể quản lý và xem những cái thông tin, cập nhật những thông tin mới nhất từ tập đoàn công nghệ Unikai của chúng ta. Đó. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ phải đăng ký tài khoản gồm những thông tin chính chủ của anh chị như căn cước công dân hai mặt này, ở Gmail và số điện thoại. Và trong vòng 24 giờ thì công ty sẽ xác minh tài khoản thành công. Và khi xác minh xong thì bắt đầu chúng ta tiến hành nạp USDT vào để chúng ta tiến hành đầu tư theo các gói đầu tư của doanh nghiệp và theo những cái khoản đầu tư của anh chị, theo cái số tiền của anh chị có bao nhiêu để anh chị có thể lập tài khoản và anh chị đầu tư được. Đó. Vậy thì thực sự là đến tại thời điểm này thì đầu tư của UST ấy, nó là một trong những doanh nghiệp cực kỳ minh bạch, rất minh bạch về tài chính để anh chị có thể sở hữu và nắm giữ. Bởi vì nếu như anh chị ngày hôm nay anh chị đầu tư một cái doanh nghiệp nào đó mà bản chất doanh nghiệp đó và công ty huy động vốn là một, thì cái tỷ lệ chúng ta đang đầu tư sai chỗ là rất cao. Bởi vì một doanh nghiệp mà huy động vốn ấy,
là chúng ta phải đầu tư trực tiếp thông qua quỹ. Tức là chính nhà sáng lập người ta đã phải công bố cái quỹ đó từ năm nào, và khi mà công bố cái quỹ đó ra thì bắt đầu các nhà đầu tư vào doanh nghiệp đó, thì cái số tiền đấy nó mới chuyển trực tiếp về doanh nghiệp để phát triển cái sản phẩm về công nghệ. Như thế thì nó mới rõ ràng và minh bạch về pháp lý và tài chính. Và em Vui có nói quay trở lại cái vấn đề đó là đầu tư giá trị. Hồi trưa này em Vui có nói chuyện với một anh. Anh này thì hiện tại là anh ấy cũng đang đầu tư vào chứng khoán cũng như là đầu tư vào crypto. Và anh ấy bảo rằng anh có biết đến doanh nghiệp UST từ những năm 2016 anh chị ạ. Và 2016 thì anh ấy cũng đã biết tới, và anh ấy thực sự là lúc đấy thì cũng có một người chia sẻ cho anh ấy. Nhưng anh ấy cũng không có tin tưởng lắm, bởi vì là thời điểm đấy thì UST của chúng ta đang ở trên cái bản vẽ và bắt đầu triển khai từ cái ý tưởng đó trở thành hiện thực anh chị. Và anh ấy bảo rằng là lúc đấy thì anh ấy đầu tư cho, tức là anh ấy đầu tư một chút nào đó thôi, tức là không quá lớn. Và anh ấy thời điểm đấy anh đầu tư vào Bitcoin. Anh đầu tư khoảng mấy nghìn Bitcoin gì đấy. Nhưng mà anh ấy bảo rằng là nếu như thực sự là lúc đấy mà anh không đầu tư UST mà anh đầu tư vào Bitcoin thì có thể là bây giờ anh đã đầu, anh có rất nhiều tiền rồi. Nhưng thời điểm đấy anh đầu tư quá ít, bởi vì lúc đấy Bitcoin khá là rẻ thôi anh chị, rất rẻ. Và anh ấy bảo rằng là anh đầu tư quá ít. Và khi mà Bitcoin lên những cái giá vài chục ngàn đô thì anh kiếm rất nhiều tiền. Và đến bây giờ thì khi mà anh ấy nghe lại về cổ UST thì anh mới có cái niềm tin hơn. Và anh ấy mong muốn sở hữu thêm cổ phần. Và anh ấy bảo rằng là thực ra thì nếu như mà anh đầu tư, tức là nói cái câu chuyện đó là anh đầu tư Bitcoin thì anh sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng thực sự là anh sẽ không thể xây dựng được dòng tiền bền vững. Tức là anh sẽ không có dòng tiền thu nhập thụ động ấy. Tức là anh sẽ chỉ kiếm được một khoản tiền nào đó, tức là anh ấy mua Bitcoin và khi được giá thì anh ấy bán hết đi thì nó đâu phải là còn của anh ấy nữa đâu. Nhưng nếu như mà anh ấy sở hữu cổ phần của ST từ thời điểm đấy cho đến bây giờ đấy anh chị, anh ấy không bán được, nhưng anh ấy đang nằm giữ trong tay một cái tài sản cực kỳ lớn, cực kỳ lớn. Chính vì khi anh nằm giữ trong tay cái tài sản mà anh ấy không bán được ấy thì anh ấy mới có cơ hội thắng lớn được. Còn khi anh nắm giữ Bitcoin ấy, gọi là chỉ lên một ít giá thôi là mình đã cảm thấy là mình muốn bán lắm rồi đó. Nhưng khi anh ấy sở hữu cổ phần doanh nghiệp, chính vì anh không bán được nên là anh mới có trong tay một cái tài sản lớn như thế, mà anh chỉ biết là trong suốt bao nhiêu năm nay, mà cái thời điểm 2016 thì đầu tư cái số lượng cổ phần, cái số vốn nhỏ nhưng cái số lượng cổ phần lớn lắm. Ít nhất bây giờ cái tài sản của anh ấy cũng tăng lên nhiều lần rồi, đúng không ạ? Em Vui nhớ rằng là thời điểm đầu hình như 1.000 đô đâu đó mọi người đã sở hữu khoảng 1 triệu, hơn 1 triệu cổ phần rồi mà. Nhưng mà bây giờ 1.000 đô chỉ sở hữu đâu đó có 25.000 cổ phần thôi, nếu như không có bất kỳ một chương trình nào, đúng không anh chị? Đó, nên là thực sự là em Vui nghĩ rằng là thực sự anh cần phải cảm ơn và biết ơn, bởi vì mình đã biết đến UST từ những cái giai đoạn sơ khai nhất. Tất nhiên thời điểm đấy nó rất là rủi ro, nó rất là mạo hiểm, nhưng đổi lại anh lại sở hữu rất nhiều cổ phần. Và ngày hôm nay khi mọi thứ đã rõ ràng rồi, anh mong muốn sở hữu thêm cổ phần, nhưng cùng cái số tiền đó anh bỏ ra thì anh lại không thể sở hữu được nhiều cổ phần giống như cái giai đoạn giống như những năm 2016 nữa, đúng không ạ? Giống như bây giờ nếu như 1.000 đô giai đoạn 15 anh chị chỉ được có 25.000 cổ phần thôi à. Nhưng nếu như 1.000 đô những năm trước đây anh chị sở hữu rất là nhiều cổ phần. Và chúng ta phải cảm thấy biết ơn, bởi vì chúng ta càng biết đến sớm thì chúng ta lại càng có hội sở hữu được nhiều cổ phần. Và có một số anh chị bảo rằng là tại vì sao những cái thời điểm mà anh chị mua cái số lượng cổ phần nó không được như bây giờ. Rồi là bây giờ anh chị mua cũng số tiền đấy nhưng mà lại sở hữu được nhiều cổ phần, rồi khuyến mãi, rồi tất cả mọi thứ. Nhưng mà thực ra đấy chỉ là một trong số chiến lược marketing của doanh nghiệp thôi. Và anh chị cần phải biết tận dụng những cái thời điểm này để anh chị chúng ta có thể sở hữu được nhiều cổ phần hơn anh chị ạ. Thậm chí là những cái thời điểm này, những cái người mà họ có phiếu 1/80, có phiếu 1/100 hay là có phiếu của câu lạc bộ VIP chẳng hạn. Nếu như anh chị nào chúng ta may mắn, chúng ta đầu tư đạt những cái giải của công ty, chúng ta có được cái phiếu này thì anh chị mới được đầu tư theo cái chiết khấu tốt như thế, chứ không phải là tất cả mọi người. Và nếu như mà anh chị được, giả sử em Vui có chẳng hạn, anh chị được em Vui tặng cho anh chị thì anh chị mới may mắn được
kích hoạt những cái phiếu chiết khấu ưu đãi với cái số lượng cổ phần lớn như thế, đúng không ạ? Chứ không tự dưng anh chị lập tài khoản, tự dưng anh chị đầu tư, anh chị không có ai hỗ trợ, anh chị không có những cái phiếu đấy thì anh chị chỉ được đầu tư theo chiết khấu 15 thôi. Tức là từ những cái giai đoạn 1 cho tới giai đoạn 15 là sau mỗi giai đoạn là cái chiết khấu nó giảm dần theo thời gian anh chị nhá. Nó cũng minh chứng rằng cái rủi ro chúng ta cũng giảm dần theo thời gian. Và bây giờ đang trong giai đoạn cuối cùng rồi, đúng không ạ? Võ Thành Long có hỏi rằng khi nào thì IPO? Khi nào thì IPO? Thực ra thì nói cái câu chuyện IPO ấy, thì nó là một cái câu chuyện mà chúng ta sẽ không thể biết được đâu. Chúng ta sẽ là chỉ là dự đoán thôi. Còn nếu như mà không có dịch bệnh Covid xảy ra thì có thể chúng ta đã IPO lâu rồi. Thậm chí ngay bây giờ nếu như mà cần IPO thì chúng ta vẫn có thể chuẩn bị những cái pháp lý về tài chính và những cái điều kiện để có thể IPO lên sàn chứng khoán. Nhưng tại thời điểm này chúng ta chưa IPO, bởi vì chúng ta biết được rằng là thời điểm nào sẽ là thời điểm vàng. Chính nhà sáng lập của chúng ta nói rồi mà là chúng ta không thể, cái doanh nghiệp của tôi tạo ra, tôi không thể IPO với giá 5 đô cả, đúng không ạ? Mà chúng ta sẽ biến doanh nghiệp của mình trở thành một trong số doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất trên toàn thế giới. Đến bây giờ, riêng từ 2013, cái giá trị vốn hóa của doanh nghiệp, tức là riêng cái sở hữu trí tuệ của chúng ta đã được định giá là 400 tỷ đô la Mỹ khi thương mại, đúng không chị? Và có những người bảo rằng là tại sao được định giá nó cao như thế, đúng không chị? Tại sao lại phát hành 400 tỷ, định giá 400 tỷ, tức là phát hành nhau khoảng 400 tỷ cổ phần, nó tương đương 400 tỷ cổ phần. Nhiều cổ phần như thế, rồi là khi mà chúng ta sở hữu cổ phần thì khi mà nó IPO lên, liệu nó có thể tăng trưởng được lớn hay không? Thực ra trong cái thị trường này không gì là không thể anh chị, không gì là không thể luôn. Thậm chí anh chị biết không, nếu như anh chị nào đã từng đầu tư coin, những con coin meme, thực sự là có những thời điểm mà anh chị không thể tưởng tượng được cái sức mạnh tăng trưởng của nó, mặc dù nó chả có giá trị gì hết. Còn đây doanh nghiệp chúng ta, nó là đầu tư doanh nghiệp, nó đầu tư giá trị thực sự. Mà anh chị hình dung được giá trị thực sự thì cái việc nó tăng trưởng lên 5 đô, 10 đô hay thậm chí 100 đô, em vui tin chắc chắn rằng nó sẽ xảy ra ở một thời điểm nào đó. Nó sẽ xảy ra, thậm chí nó sẽ xảy ra và nó còn tăng trưởng, càng ngày càng tăng trưởng lên luôn anh chị. Điều đấy là điều không thể phủ nhận. Bởi vì sao? Bởi vì riêng về cái giá trị Unikai đang tạo ra cho cộng đồng, cho toàn xã hội, nó quá lớn anh chị. Nó quá lớn luôn. Và chúng ta đang nắm giữ trong tay những cái tài sản. Thực sự là em vui nghĩ rằng là nếu như bây giờ anh chị không tận dụng để anh chị nắm giữ cổ phần thì anh chị cũng sẽ không bao giờ còn cơ hội được anh chị được mua cái giá rẻ như thế này. Không bao giờ được góp vốn sở hữu cổ phần với cái giá rẻ mà chúng ta lại được sở hữu được nhiều cổ phần như thế. Và có những cái thời điểm mà chúng ta có những cái chương trình ưu đãi để anh chị phải tận dụng thêm. Bởi vì Warren Buffett đã nói rồi, cổ phần nó cũng giống như quần áo, chúng ta hãy mua khi có chương trình ưu đãi, khi có chương trình giảm giá chị. Nó giống như anh chị đầu tư vào coin, nếu anh chị cứ đợi nó tăng anh chị mới mua thì anh chị đang là những người thanh khoản cho thị trường ấy, đúng không ạ? Anh chị phải biết tận dụng cơ hội. Nếu như mà không tận dụng thì anh chị sẽ không thể nắm giữ được những cái tài sản lớn và không thể giữ được nhiều tài sản luôn anh chị ạ. Em xin chào anh Quang Nghi. Xin chào chị Phan Ngọc Hân. À rồi, quay trở lại cái câu chuyện là IPO. Quay trở lại là cái câu chuyện IPO đúng không ạ? Vậy thì IPO thì theo anh chị nghĩ là bao giờ IPO ạ? Cá nhân của em vui nghĩ rằng là IPO nó sẽ sau khoảng tầm khoảng 2 đến 3 năm sau cái quá trình mà doanh nghiệp chi trả cổ tức. Tức là giả sử như nếu như 2025 chúng ta có những khoản cổ tức đầu tiên, theo cái lời chia sẻ của nhà sáng lập phát ngôn là 2025 thì chúng ta sẽ chuẩn bị pháp lý về tài chính để chi trả cổ tức cho các cổ đông. Vậy thì có thể là những cái thời điểm, tức là anh chị hình dung ấy, những cái thời điểm đầu tiên có những người bảo rằng là cá nhân anh nghĩ rằng, cá nhân chị nghĩ thế kia, rồi là cái việc có cổ tức hay không thì cũng chưa có thể biết được. Nhưng mà thực sự em vui là một trong số những người mà tức là khi mà doanh nghiệp Unikai của chúng ta ấy mà chi trả cổ tức
thì thời điểm đầu tiên nó sẽ chưa cao, nhưng nếu như nhưng nghe những cái thông tin thì em vui thường nghe thông tin phát ngôn đầu tiên mình tin tưởng nhất, đó chính là phát ngôn từ nhà sáng lập. Thứ hai là những thông tin mà chúng ta nhận được trực tiếp từ văn phòng cá nhân của mình. Và cái thứ ba đó là cái thông tin đến từ thuyền trưởng Triệu Tâm. Đó là một trong số những người, đó là một trong số những người mà chúng ta sẽ tức là một trong số người đầu tư đầu tiên ở tại Việt Nam, đó chính là anh Triệu Tâm. Những người này khi phát ngôn ra những cái thông tin thì nó sẽ là chính xác nhất anh chị ạ. Đó là chính xác nhất. Vậy thì cái việc mà doanh nghiệp chúng ta đã nói về cái vấn đề mà IPO, về chi trả cổ tức, thì chủ tịch chúng ta cũng đã nói rồi. Vậy thì việc của chúng ta là chỉ cần chúng ta tin tưởng và thấu hiểu thôi. Bởi vì kể cả chúng ta có phản kháng lại thì nó cũng đâu có giải quyết được điều gì đâu. Cái quan trọng nhất là thời điểm này chúng ta dành thời gian để chúng ta cập nhật những cái thông tin để xem rằng là doanh nghiệp này thực sự đến bây giờ nó có đáng để anh chị giữ được nhiều cổ phần hơn nữa không? Có đáng để anh chị góp vốn cho cái doanh nghiệp này để chúng ta tạo ra một cái giải pháp để giúp đỡ cho xã hội ngày một tốt hơn hay không? Đối anh chị. Và trong giai đoạn cuối cùng này, sắp tới đến tháng 4 này, em vui tin chắc chắn rằng đi sang Dubai, em vui sẽ có được những cái thông tin, nhiều thông tin giá trị hơn nữa anh chị. Bao nhiêu trong số anh chị chúng ta là đến tháng 4 này, chúng ta sẽ có mặt ở tại bên Dubai để chúng ta trải nghiệm những cái sản phẩm tuyệt vời nhất mà UST chúng ta tạo ra không ạ? Em xin chào anh Nguyễn Hoàng, chào anh Viên Vi Văn Quân. Không ai, ai không IPO thì mình cũng có cổ tức. Thực sự cổ tức nó sẽ là cái mà chúng ta xây dựng dòng tiền đó. Tức là chúng ta hình dung là nếu như chúng ta đợi IPO chúng ta bán ấy, thì nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Anh chị cầm tiền cục về anh chị làm gì? Anh chị lại phải, anh chị cầm tiền cục về anh chị cũng lại tính toán đầu tư và kinh doanh thôi, lại làm tiếp thôi đúng không chị? Thay vì đến bây giờ chúng ta nắm giữ được một cái cơ hội giá trị rồi, thì việc của anh chị là nắm giữ và nhận cổ tức, tạo dòng tiền, xây dựng dòng tiền bền vững. Bởi vì nếu như anh chị có được một cái doanh nghiệp nào đó nó tiềm năng thì cổ tức anh chị ăn nhiều đời không hết. Không làm mà vẫn có ăn, nhưng mà chúng ta sẽ ăn cổ tức. Không làm mà vẫn có ăn là không, là do chúng ta không sử dụng cái sức lao động của chúng ta thôi. Nhưng chúng ta vẫn sử dụng cái số tiền của chúng ta để đầu tư, và cái số tiền đó nó đang làm việc cho anh chị để anh chị có được cổ tức, có được cái sự tăng trưởng về cổ phần. Đó là một cách làm việc cực kỳ thông minh. Đó là một trong số cách để chúng ta đầu tư vào giá trị. Và lĩnh vực về đầu tư và giá trị đã có từ rất lâu rồi anh chị. Và ở Việt Nam chúng ta mới là những người đầu tiên bén duyên trong một vài năm trở lại đây. Đúng không ạ? Từ những năm bao nhiêu nhỉ? Từ những năm 2016 đổ lại đây là bắt đầu chúng ta có cơ hội được đầu tư vào doanh nghiệp trước khi IPO. Và doanh nghiệp, nếu như mà trên thế giới được đầu tư doanh nghiệp theo crowdfunding ấy, là bắt đầu từ 2011 nữa. Khi mà đạo luật shop của ông Obama ông ký, là lúc đấy là chúng ta có cơ hội được đầu tư góp vốn theo crowdfunding rồi. Nhưng để về Việt Nam thì bắt đầu từ 2016. Và UST của chúng ta là doanh nghiệp đầu tiên chuẩn nhất ở tại Việt Nam đầu tư trực, là chúng ta đang đầu là dự án đầu tiên ấy, là chuẩn nhất là anh chị đầu tư vào theo crowdfunding, là doanh nghiệp làm ăn thực sự, doanh nghiệp giá trị thực sự, mà doanh nghiệp đầu tiên đấy, tiên phong và về Việt Nam, và chúng ta được góp vốn theo crowdfunding. Còn tất cả những doanh nghiệp đằng sau ấy, nó đang học cái cách huy động vốn của UST chúng ta thôi. Và nếu như anh chị là những cái người mà có tầm nhìn, mà anh chị có những cái cách để mình phân tích những cái sản phẩm của các doanh nghiệp ấy, thì UST cũng là cái sản phẩm cực kỳ đẳng cấp nhất trong tất cả các doanh nghiệp đang huy động vốn. Và đến bây giờ UST cũng là một trong số doanh nghiệp mà cái sự thành công nó sẽ cao hơn rất nhiều so với những cái doanh nghiệp còn lại. Bởi vì cái độ uy tín, cái uy tín rất là cao, và cái pháp lý của nó rất là chắc chắn, nó rất là rõ ràng và minh bạch anh chị. Và khi anh chị sở hữu cổ phần của UST tại thời điểm này, em vui vẫn chia sẻ với mọi người rằng đó là chúng ta đang nắm giữ, chúng ta đang sở hữu được cổ phần UST, đó là chúng ta đang được đầu tư vào một góp vốn vào một doanh nghiệp cho những người nào mà thích an toàn, sợ rủi ro nhưng vẫn thằng lớn anh chị. Đó. Đó.
Nên là thời điểm này là giai đoạn cuối cùng rồi. Và hôm vừa rồi thì cái buổi họp quỹ của doanh nghiệp anh chị, hôm hôm vừa rồi là cái buổi họp quỹ, cái buổi họp của quỹ Skyward Community ấy, thì trong cái buổi họp đấy thì trong cái buổi họp đấy thì thành viên Alexei là thành viên của hội đồng, trong hội đồng quản trị, thì ông cũng còn nói một số những cái thông tin, và cũng nói đến cái việc đó là cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc cái việc gọi vốn sở cổ phần gốc rồi. Thì cái việc mà chúng ta tại thời điểm này thì chúng ta cũng không cần phải thuyết phục bất kỳ ai cả. Chúng ta không cần phải thuyết phục bất kỳ một ai cả anh chị. Chúng ta chỉ chia sẻ cho nhau thôi. Ai theo dõi thì cứ tiếp tục theo dõi. Ai đầu tư thì cứ tiếp tục đầu tư. Ai hiểu và tin tưởng thì hãy tiếp tục sở hữu thêm tài sản. Chúng ta không có kêu gọi, chúng ta cũng không có bắt buộc ai đó đầu tư vào đây cả. Theo dõi cứ tiếp tục theo dõi đi. Theo dõi đến khi không còn cổ phần nữa thì lúc đấy cũng không còn cơ hội để anh chị nắm giữ cổ phần gốc đâu. Nên là cái việc của anh chị chúng ta là nếu như anh chị mong muốn thực sự xây dựng sự giàu có bền vững thật sự tú Nikkei, thì anh chị hãy xác lập cho mình cái mục tiêu để chúng ta có thể sở cổ phần ngay tại những cái thời điểm này. Bởi vì chúng ta đầu tư càng sớm nó càng có lợi, bởi vì đầu tư sớm chúng ta có cơ hội gom được nhiều cổ phần hơn, đúng không ạ? Còn chúng ta biết đến đến lúc mà mọi người cứ bảo rằng là khi nào công ty gần kết thúc huy động vốn rồi bảo anh bảo chị, anh chị gom thêm. Nhưng công ty nếu như ai cũng khôn như anh chị thì thực sự là cầm làm gì mà doanh nghiệp còn đây. Chị hình dung ấy, nếu như mà ai cũng đợi đến khi công ty kết thúc huy động vốn mới đầu tư ấy thì thực sự là nó không còn cơ hội đâu. Bởi vì cái anh chị phải hiểu một điều như thế này này, nếu như những nhà đầu tư lớn mà họ sở hữu cổ phần thì người ta sẽ tận dụng, người ta gom luôn một lần anh chị. Tức là người ta đặt mục tiêu bao nhiêu là người ta sẽ sở hữu luôn luôn cái cổ phần đấy ấy. Và sau những cái thời gian sau nó có những cái cơ hội tiếp, họ lại đầu tư tiếp, thì lúc đấy họ mới sở được nhiều cổ phần. Còn chúng ta là những cá con mà chúng ta cứ đợi rằng chúng ta chẳng có bao nhiêu tiền, mà chúng ta cứ đợi rằng là đến khi gần kết thúc huy động vốn chúng ta mới đầu tư. Lúc đấy có khi lại còn chẳng có tiền để đầu tư, lúc đấy có khi lại đem đi những cái sân sàn khác giải tiền và mất hết cả tiền luôn anh chị. Nhưng khi chúng ta đầu tư sớm, đúng không? Khi anh chị đầu tư sớm này, anh chị liên tục đầu tư, liên tục đầu tư, liên tục gia tăng cổ phần đến khi kết thúc huy động vốn. Ở trong coin nó gọi là DCA đấy không chị? Đúng không ạ? Đó, cứ đầu tư đầu tư. Cứ có cơ hội là gom, có cơ hội là gom đối với anh chị. Gom đến khi công ty kết thúc huy động vốn thì lúc đấy chúng ta sẽ sở hữu nhiều cổ phần nhất. Và đến tháng 4 này thì anh chị nào có cơ hội sang bên Dubai, chúng ta sẽ gặp nhau anh chị nhé. Em vui biết rằng là cũng có một số anh chị là đã theo dõi Vũ Nguyễn từ rất lâu rồi. Nhưng có thể chúng ta chưa gặp gỡ nhau ở ngoài. Rất mong muốn là chuyến đi Dubai, chúng ta có thể gặp gỡ nhau, và chúng ta có thể là theo dõi được những cái thông tin giá trị nhất của tập đoàn công nghệ UST trong tháng 4 sắp tới. Tháng 4 sắp tới cũng là tháng sinh nhật của nhà sáng lập. Và Vui tin chắc chắn rằng trong cái chuyến đi đấy, hiện tại Vui Nguyễn đang cập nhật được tầm khoảng hơn 130 người đăng ký rồi. Hơn 130 người đăng ký rồi. Đó, và con số này nó sẽ không chỉ dừng lại ở đấy. Tức là cái chuyến đi lần này sẽ có rất nhiều cổ đông đi anh chị, và một cái số lượng người đi nhiều như thế, giống như em Vui lần trước sang là về là cũng cả mong muốn mục tiêu 20 triệu cổ phần, thì sắp tới đây những người đi đa phần là nhà đầu tư VIP và họ sẽ trải nghiệm con tàu này. Và em Vui tin chắc chắn rằng sau cái chuyến trải nghiệm đấy họ sẽ có rất nhiều thông tin, và họ về người nào cũng mục tiêu 20 triệu cổ phần thì đâu còn cổ phần nữa đâu mà anh chị đợi gần đến kết thúc mới gom, đúng anh chị? Đó, bình minh sinh nhật lại có khuyến mãi, có khuyến mãi thì càng tốt để cho các nhà đầu tư đi Dubai về lại có cơ hội gom thêm, đúng anh chị? Bởi vì là nó là chỉ là một chiến lược marketing thôi mà. Thực sự là anh chị phải cảm ơn bên quỹ đấy, bởi vì quỹ người ta đã hy sinh rất là nhiều. Những cái khuyến mãi mà anh chị đang nhận được từ cổ phần anh chị, đó là tiền của, đó chính là chúng ta đang đang được hưởng lại lợi của quỹ Skyward Community đấy. Có thời điểm mà quỹ người ta làm việc không công
không công để đổi lại cho anh chị có cái cổ phần, và chúng ta có được sở nhiều cổ phần anh chị. Có những thời điểm họ làm không có lương luôn anh chị, bởi vì doanh nghiệp chúng ta giao cho họ một số lượng cổ phần này và họ sẽ phải huy động về cái số vốn là bao nhiêu. Nhưng vì doanh nghiệp cần vốn và khi mà cái số vốn đấy lại chưa đủ thì người ta phải nghĩ ra những cái chiến lược marketing cho doanh nghiệp, và người ta phải gần gần như phải cắt máu của họ ra để họ cho anh chị sở hữu thêm cổ phần, để anh chị sẽ đầu tư tiếp cho doanh nghiệp để doanh nghiệp có đủ cái nguồn vốn để phát triển. Nên là chúng ta đang được hưởng lợi từ quỹ và chúng ta phải cảm ơn quỹ rất là nhiều. Nếu không thì chúng ta không có cơ hội được sở hữu nhiều cổ phần đâu. Nên là anh chị đừng nghĩ rằng là khuyến mãi rồi là thế này thế kia rồi được nhiều cổ phần, không phải như thế đâu. Mà thực ra là quỹ người ta đang hy sinh rất nhiều để anh chị chúng ta nhận được lại nhiều cổ phần hơn. Nên nó có những cái chương trình marketing để giúp cho doanh nghiệp có được cái nguồn vốn để có thể phát triển. Cảm ơn anh Cường Quang Trung rất là nhiều. Đó. Và thực sự là ngày hôm nay thì Vương Nguyễn... À chết rồi, muộn giờ rồi. Vương Nguyễn sẽ giao, chắc là sẽ dừng lại tại đây. Dừng lại tại đây để hẹn gặp lại tất cả anh chị những buổi chia sẻ tiếp theo. Cái quan trọng nhất ngày hôm nay Vương Nguyễn muốn cho anh chị hiểu được, tức là rất là mong muốn là anh chị hãy có tư duy là đầu tư giá trị và xây dựng dòng tiền bền vững anh chị ạ. Đừng có tư duy là đầu cơ. Đừng nghĩ rằng là mình ăn lãi ngay, lãi ngày, lãi tháng, và cái lòng tham của chúng ta là cái thứ mà không thể kiểm soát được. Vậy thì nếu như anh chị có được cái số tiền lớn tại thời điểm này đang nhàn rỗi, anh chị hãy đầu tư nhiều nhất vào UST. Còn lại thì số tiền còn lại chúng ta có thể để lại để có thể trang trải cuộc sống đủ cho chúng ta thôi. Còn nếu như chúng ta để lại tiền mặt nhiều quá thì rất có thể là chúng ta sẽ sa vào những cái cạm bẫy về tài chính ấy. Đó, và chúng ta sẽ bị mất tiền, lúc đấy cổ phần thì cũng chẳng có, tài sản cũng chẳng có, mà tiền thì mất hết đúng không anh chị? Đó, và cái việc mà chúng ta đầu tư vào giá trị và các doanh nghiệp là sản phẩm làm thật đó, và nó tạo ra giá trị thật thì nó sẽ giúp anh chị có được cái tài sản bền vững và xây dựng được cái dòng tiền bền vững. Cảm ơn anh chị nhé. Đó, và cảm ơn chị rất là nhiều. Xin chào chị Ngọc Mai. Cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những buổi chia sẻ tiếp theo. Qua cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì anh chị hãy đã theo dõi trong suốt thời gian qua rồi thì anh chị hãy xác lập những cái mục tiêu và sở hữu thêm cổ phần, và hãy cho phép mình trở thành cổ đông của một doanh nghiệp rất là lớn về công nghệ giao thông thông minh anh chị nhé. Và cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những buổi chia sẻ tiếp theo. Bye bye cả nhà mình.